Đấy, chào mọi người, em có một con đánh rắn đẹp đẹp tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Cái này thì hoàng chiến này nó mớp vào á, là nó miếng sắt á, thì mọi người ấn nó ra thôi bình thường. Mới tin là mọi người nè, tôm rời tôm lớn nha, máy nó là máy Kawasaki TD33 nha, đẹp lắm. Cây đẹp luôn, máy đủ đồ hết nha mọi người. Bao vip hơi thì khỏi bàn nha, con này hơi như mới luôn, hơi như mới luôn, con này là khỏi bàn, bao hơi luôn, quá đẹp. Con này thì để cho mọi người hàng đẹp thì nó không có nhiều đâu nha mọi người. Con này để cho mọi người một triệu hai nha mọi người. Con này 1,2 triệu nha, không có bao ship. 1,2 triệu nha mọi người ha. 1,2 triệu, máy là bao hơi. Khi nào mà dùng đánh luống xong thì muốn chuyển khơi cắt cỏ thì tháo cái đầu gắn cần phát cỏ luôn ha. Đi bài luôn. 33cc. Rồi chào mọi người nha. 1,2 triệu nha mọi người.